Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và mình tiếp tục làm video tô màu. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu để gửi đến các bạn những sản phẩm thật đẹp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm. Mình sẽ tô màu cho các bạn xem trình độ của mình. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Đằng sau các bạn đây là những sản phẩm tuyệt vời mà mình đã tạo ra. Ông trẻ mọi người này nghe em cỏ nha cái mọi người đó như giống như kích một thằng rè Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu con táo. Đầu tiên là mình sẽ dùng xanh lá cây. Tô cho phần lông đuôi và phần lông trước ngực của con cáo và phần bên trong tai, mình sẽ đều tô màu xanh lá cây. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Và ngày hôm nay mình sẽ tô màu con lụa gỗ. Đầu tiên mình sẽ dùng màu nâu tô cho phần đuôi. Bây giờ là mình sẽ tô màu nâu. Thank you.
Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh da trời mình tô cho phần miệng của con cáo. Và phần bên ngoài tai. Tiếp theo là đến màu đỏ. Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Mình sẽ dùng màu nâu tô phần móng của con lợn. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu và mình sẽ tô mèo công chúa. Đầu tiên mình sẽ dùng màu nâu tô phần lông, đuôi và phần lông trên đầu. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh da trời. Cổ. Gì? Thử tắt đi tối. Tắt đi tối. Nghe được người vậy? Anh ai lại nghe ở đây này? Anh kia. Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.